đổi xe tải. Đổi siêu xe tải tập hợp. Mình là máy xúc và mình rất giỏi đào đất. Mình là cần cẩu, mình rất khỏe. Mình là máy ủi, mình là một chuyên gia chống bị đẩy đất. Xe ben, xe lu, xe trộn bê tông. Chúng mình là đội siêu xe tải. Chúng mình không sợ khó khăn và sẵn sàng đón nhận thử thách. Đội siêu xe tải, hãy đợi khởi hành. Giải cứu công nhân nhà máy. Xe ben. Xe ben biến hình. Đội siêu xe tải, khởi hành nào. Vị trí của nhiệm vụ ở ngay phía trước, hãy đi với mình nhé. Đội xe tải, cuối cùng các bạn cũng đã đến. Hãy đi với mình nhé. Ôi không, Kurt và Momo đã bị mắc kẹt trong nhà máy do sạt lở đất. Làm ơn hãy cứu họ thật nhanh, đội xe tải. Đừng lo lắng, bạn có thể tin ở chúng mình. Đội siêu xe tải, chuẩn bị cứu hộ. Whisker bị mắc kẹt dưới cây to rồi, hãy cứu cậu ấy. Đầu tiên chúng ta hãy bỏ đống đá trên cây. Cẩn thận đừng để Whiskers bị đá vỡ văng vào khi bạn xúc đống đá đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi sẽ giao nhiệm vụ nâng cây cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu, hãy cột dây thừng để cố định cây to trước khi nhấc nó lên. Đội xây dựng A, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Không có gì đâu Whiskers, chúng tôi cần phải cứu Momo ngay bây giờ. Momo bị mắc kẹt trong tầng hầm, hãy cứu cô bạn ngay. Lối vào tầng hầm đã bị một phiến đá chặn lại, hãy bỏ phiến đá ra trước đã. Phiến đá lớn quá, tôi cần thay mối khoan để phá vỡ phiến đá. Bây giờ, hãy đập vỡ phiến đá. Sau đó, thay gầu để xúc bỏ đá vỡ. Lối vào đã mở rộng rồi, tôi sẽ nhường phòng việc còn lại cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng Momo ra khỏi tầng hầm. Kéo thiết bị và đặt lên móc nâng và thả xuống tầng hầm cho Momo. Hãy giúp Momo đeo thiết bị vào. Dây đai an toàn, găng tay, mũ bảo hộ,
Đừng lo lắng Momo à, tôi sẽ đưa bạn ra ngay. Ok, đội xây dựng, tôi tin tưởng ở các bạn. Các bạn thật tuyệt, đội xe tải, đấy là huy hiệu dành cho các bạn.